Tháng 3, tháng của màu áo xanh thanh niên gắn liền với những hoạt động xung kích tình nguyện. Với tuổi trẻ phường Hòa Quý, cùng Huỳnh Sơn, không chỉ có tháng 3 mà tất cả các phong trào luôn gắn liền với những hoạt động thiết thực, sôi nổi vì cộng đồng. Cứ đến chủ nhật hàng tuần, hình ảnh các bạn đoàn viên thanh niên phường Hòa Quý ra quần gợi quảng cáo ra vặt xây dựng tuyến đường văn minh hay thực hiện mô hình thu gom phế liệu để bán lấy tiền gây quỹ đã trở nên quen thuộc. Còn đây là lò châm hương sử dụng điện phục vụ việc lấy hương tại nghĩa trang liệt sĩ phường. Một sáng kiến của đoàn viên phường Hòa Quý đó chỉ là số ít trong rất nhiều hoạt động sôi nổi của đoàn viên thanh niên phường Hòa Quý, thể hiện ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Đoàn phường chúng tôi luôn quan tâm tạo một cái môi trường học tập và rèn luyện, phấn đấu hết cái khả năng tinh thần xung kích sáng tạo tình nguyện trong đoàn viên thanh niên à, và đặc biệt là chúng tôi luôn quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng để giữ vững và tiếp nối cái truyền thống quê hương Hòa Quý anh hùng. Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ phòng chống dịch được thành lập, gắn liền với những mô hình việc làm ý nghĩa như chương trình tiếng loa thanh niên, mô hình shipper không đồng, giải cứu nông sản, hơn 2.000 lực đoàn viên tham gia hỗ trợ vận chuyển hơn 3.000 đơn hàng thực phẩm đến từng hộ gia đình, hỗ trợ công tác xét nghiệm COVID-19, dọn dẹp các khu cách ly, hỗ trợ điểm tiêm vaccine phòng COVID-19. Đoàn thanh niên ở phường à, rất là nhiệt tình, rất là năng nổ và nhất là những trong cái thời gian mà à, giãn cách xã hội theo cái chỉ thị mà 16 thì à, các bạn rất là nhiệt tình đi à, chợ rất là kịp thời giúp cho dân. Nhật ký tự hào đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của tuổi trẻ phường Hòa Quý là những ngày tháng sôi nổi không quên vì mục tiêu nỗ lực cống hiến những điều tốt đẹp nhất của tuổi trẻ cho quê hương.